Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc nha. Xin chào anh ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu năm nha bà con, mùng 1 Tây của ngày 2023. Thì shop Bonsai Lại Nguyên của chúng em cũng xin mến chúc bà con của mình có một ngày nghỉ lễ thật là nhiều vui vẻ bên gia đình của mình nha, và tràn đầy hạnh phúc. Thì hôm nay em xin giới thiệu bà con của mình nha, em có về được một cái cây tủ áo nha các bà lớn. Đó, cây tủ này nói chung là hàng này nói chung là hàng đặt của ngày xưa nha bà con, cũng tầm 20-30 năm nha. Đó, hàng này nói chung người ta đặt mới có thôi. Đấy bà con mình xem tủ này là tủ mão nữ hoàng nha. Đó, gỗ là gỗ gõ, ốc là màu vàng chanh xanh thiên lý, rất là đẹp nha. Hàng là vệ sinh sạch sẽ toàn bộ hết nha, không hề lỗi lầm chỗ nào. Đó bà con mình xem nha, cây này nói chung từ là 8-10 người trở lên khiêng mới nổi nha bà con, rất là nặng. Đó, tất cả đều gáp bằng mộng hết nha. Đó, nếu mà cây này có ship đi đó, thì em cũng sẽ tháo gáp ra cho bà con của mình, đến tận nơi cùng lắp gáp cho bà con của mình hoàn chỉnh đàng hoàng hết luôn. Đó, bà con mình xem giùm em. Đó, trên cái diềm trên người ta chạm đục chi tiết cũng rất là đẹp nha bà con. Đó, cây này người ta vừa chạm mà vừa khảm ốc luôn. Đó, cửa là cửa 4 cánh luôn nha, 4 cánh mở luôn nha bà con. Cây này nếu mà em đo tổng cái chiều cao nha, nếu mà em đo tổng cái chiều cao lên á, khoảng là 2m, tầm 2m13 đi nha, khoảng 2m14 của bì á, nếu mà tới cái đỉnh mão cao nhất luôn nha. Đó, và tổng cái chiều dài, đây chiều dài của cái tủ nha bà con, đây chiều dài nhất luôn nha, nó lên tới là 2m09 đi nha, nó gần 2m10 nhưng mà em trừ hao bà con của mình 2m09 luôn. Đó, bốn chân là bốn chân quyền rất là đẹp. Chiều rộng của cái tủ này ra là 60. Đó, rộng ra là 60 nha bà con. Đó, chiều dài 2m09 rất là lớn nha. Đó, cây này thì nó gồm mà có bốn cái chân, bốn góc và hàng sau lưng nó cũng còn hai cái chân phụ theo nữa nha bà con, cho nó sự chắc chắn và cứng cáp nha. Cây này hoàn toàn làm tích liền lạc hết nha, không hề đắp giá chỗ nào luôn. Đó, ốc thì bà con của mình xem không chê vào đâu, rất là đẹp nha bà con. Đó. Đó, hoàng chanh xanh thiên lý nha, những người ta khảm những cái tích dây nho ở đây nè, ở tơ tóc nhìn rất là đẹp từ trên tới dưới, những cái hộp tủ ổ khóa này cũng vẫn xài được bình thường luôn nha bà con. Ở bên dưới người ta làm tích cổ đồ, ở tứ bình nha, chạm mà những cái chỗ vị trí nè, điểm nhắn hoa văn rất là đẹp. Đó, rộng tới là 60 lận. Ở quán gỗ phía sau lưng cũng liền lạc luôn nha bà con mình xem. Cái này nói chung khá lớn nha bà con, mở cánh cửa đó. Đây, cửa thì bà con của mình xem mở bốn cánh luôn. Đó, rất là dày. Cánh cửa này khung dày ngang của nó 3,5 phân nha. Còn cái độ dày lớn là nó tới hơn 5 phân luôn nha bà con. À, bà con mình xem giùm em. Đó, ván phía sau lưng đó nha, liền lạc hết. Quăng gỗ vẫn còn bên dưới đây. Mở gỗ một ông xem giùm em nha. Đó, làm tích và liền lạc. Đây. Đó, cái này thì bà con của mình cũng có thể là mình vào luôn được luôn. Cái tủ này khá lớn nha bà con. Bà con mình nhìn, bà con mình cũng có thể dòm là mình biết nha. Đây, sau lưng ở trên và dưới nó đều có hai cái chốt hết luôn. Đó, cánh cửa trên dưới đều có hai chốt nha. Đó, quán sau lưng bà con mình xem giùm em. Đó, dày dặn cứng cáp, không hề lỗi lầm nha. Cái này là vật vệ sinh, vật ni sạch sẽ luôn rồi nha. Về là mình xài sử dụng thôi. Đó, cái này thì lọt lòng ra như thế này nè. Em đo bà con của mình hình dung được là 57 này nha. Đó, hai miếng quán này liền luôn, từ trên tới dưới. Đó, bà con mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đó, miếng giữa này cũng liền luôn nha, hàng thì nói chung sạch sẽ, rất là to nha bà con, mình để đồ thoải mái luôn. Đây, rất là rộng. Đó, những cái hộp tủ này mình vẫn xài bình thường được luôn nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em, sạch sẽ bằng tích hoàn toàn nha, không hề lỗi lầm chỗ nào, cửa mở bốn cánh luôn nha. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Bên dưới thì có hai cái hộp tủ, có một hộp tủ luôn. Đó, con mình đựng đồ đạt được luôn. Nếu mà con của mình chưa có cây tủ áo như thế này, mình sưu tầm về thì rất là đẹp. Hàng này nói chung rất là ít nha bà con, chừng không có nhiều nha. Đó, nên bà con mình an tâm. Đó, đây, ổ khóa thì em vẫn xài bình thường, em bao bà con của mình hết nha. Đó, vẫn xài sử dụng bình thường. Cây này thì em cũng sẽ bao ship cho bà con của mình toàn quốc luôn nha, từ Bắc chí Nam. Nhưng mà khi đi á, thì em sẽ gửi ra hết cho bà con, vì cái này gấp mỏng. Ở đến nơi thì cũng sẽ có thợ lắp ráp cho bà con của mình hết toàn bộ luôn nha, bà con mình yên tâm. Đó, nếu bà con mình có nhà ý thì kết bạn Zalo thì bên em sẽ chụp hình và tư vấn video đầy đủ chi tiết hơn cho bà con của mình, cũng như là bà con mình ở xa nha. Còn nếu bà con mình ở gần thì có thể đến trực tiếp nơi của em để xem tận mắt người thật việc thật luôn nha. Đó, bà con mình xem kỹ càng hơn. Cây này em giao lưu với bà con của mình có giá là 85 triệu nha bà con, 85 triệu em bao ship toàn quốc luôn nha.
cây này nói chung là từ 8 tới 10 người trở lên phiên mới nổi. Nếu bà con mình ở gần thì em sẵn sàng giảm chi phí ship lên cho bà con của mình thương lượng lên nha. Đó, bà con của mình xem và cứ tham khảo nha. Rồi mã số 2K là một cái cây vàng trang điểm nha bà con. Vàng phấn trang điểm. Đó, rất là đẹp nha, gỗ gõ ốc Singapore. Đó, với chiều cao của cái bàn này tổng là 150. Chiều ngang chỗ cái vách sau lưng này là 64 nha. Tổng cái chiều dài của bàn này em đo là khoảng 1m04. Đó, và chiều rộng ra là khoảng 42 thôi nha. Đó. Còn cái mặt đôn vuông này là khoảng 39 đi. Chiều cao đôn em đo luôn là khoảng 40 nha bà con. Đó, những cái này đều có hộp tủ hai bên hết cho bà con của mình để mà trang điểm nha bà con. Đó, mình sưu tầm mình về á mình tặng cho bà xã của mình hoặc bạn bè người thân mình nha. Đó, rất là thích làm đẹp nha bà con. Cây này thì em thanh lý cho bà con mình ngày hôm nay luôn nha. À, thì cũng như là ngày đầu năm mới nha, cái này em giao lưu là giá 15 triệu thôi nha bà con. 15 triệu em bao ship tận nhà cho bà con của mình từ Bắc tới Nam luôn. Đó. Và mã số tiếp theo số 3. Số 3 thì em có một số chanh là cũng hàng xưa nha bà con. Mình cũng gọi là hàng cũ thôi, 20-30 năm mình cũng tạm gọi hàng cũ luôn nha. Đó, mã số 3K thì bức này nói chung là khá xưa. Hàng này thì tấm này thì có tấm này xưa nha. Đó, vì nó có một cái vết lỗi nhẹ nha bà con, nên tấm này em thanh lý bà con mình giá rẻ luôn. Đó. Tích chim hoa bà con mình xem gỗ gõ nha, ốc màu vàng chanh rất là đẹp. Chiều cao em đo là khoảng nó 44 nha. Tổng cái chiều dài bức này là khoảng là 64 thôi. Dày nó cũng khoảng chừng là 2 phân rưỡi thôi nha. Đây bà con mình xem mặt gỗ sau lưng đây nha. Đó, mọc sau lưng bà con mình xem giùm em. Đó, vẫn còn mọc luôn nha bà con, hoặc ni. Đó, nó bị lỗi chỗ này xé xíu đây nha bà con. Đó, chút đỉnh này thôi. Nên em để bà con mình giá hữu nghị thôi, 900 ngàn thôi nha. 900 ngàn đồng. Đó, một ổ cúc chanh là tích chim hoa nha, tượng trưng là trăm hoa đua nở như mùa xuân về nha bà con. Mã số 4K này là một bức chanh nói về tích mẫu tử nha. Đó, tình thâm mẫu tử. Đó, bà con mình xem đồng quê, cái này em chưa có chùi bụi bặm luôn. Bức này nói chung cũng theo thời gian năm tháng khá xưa nha bà con. Gõ gõ nha. Ốc thì theo thời gian á, bà con mình xem màu ốc theo thời gian á, bà con mình nhìn mình biết liền nha. Chiều cao bức chanh này là 48. Tổng cái chiều dài bức chanh là nó khoảng 1m07. Đó, miếng giữa nó cũng liền khối. Đó, chiều dày khung chanh là 3 phân. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Đó, nói về tình mẫu tử, mặt phía sau lưng gỗ đây người ta cũng gia cố chắc chắn nha. Đó, mà phải một lớp keo kỹ càng cho nó giữ gìn thời gian lâu. Bức này em giao lưu là giá 3.2 triệu thôi nha bà con, 3.200.000 nha. Hàng này em sưu tầm được giá mềm, em để bà con mình giá hữu nghị luôn. Rồi, mã số tiếp theo 5K là một cái bức chanh. Đây là một bức tranh nói về là tùng hạt trường sưng nha. Đó, là bát điểu châu hoàng. Đó, rất là đẹp nha bà con. Cái tùng và những chú chim hạt nha. Đó, gỗ gõ ốc thì theo thời gian nha. Đó, ốc vàng chanh ngã màu theo thời gian luôn nha bà con. Cái này thì nó còn bụi bặm, em chưa có lau chùi vệ sinh lại nha, nên bà con mình thấy nó còn hơi bụi nha. Đó, khi đi em sẽ vệ sinh cho bà con của mình hết. Chiều cao em đo là 67. Tổng cái chiều dài bức tranh này là nó khoảng 155. Đó, 1m55 luôn nha bà con, khá dài. Chiều dày khung chanh là khoảng 3 phân rưỡi nha, hũ bì khoảng 3 phân rưỡi. Bức này nói chung là cũng khá xưa nha. Đó, từ cũng từ 20-30 năm trở lên hết chứ không dưới nha bà con. Đây mặt gỗ sau lưng đây cũng rất là to và nặng, mà giá cũng rất là mềm luôn nha. Đó, gia cố chắc chắn. Bức này thì em giao lưu với bà con mình giá là 8 triệu nha, 8 triệu đồng em bao ship tận nhà cho bà con của mình. Trước khi đi tụi em sẽ vệ sinh lại kỹ sạch sẽ cho em bà con. Em lau chùi cho bà con mình toàn bộ hết. Rồi mã số tiếp theo, số 6K là em có một cái bức tranh rất là đẹp. Nó nói về một cái ý nghĩa rất là hay nha. Đây là chữ tâm, chính giữa là chữ tâm nha bà con. Đó, bên ngoài là một chữ lộc. Đó, tâm lộc nha. Đó, rất là đẹp. Gỗ gõ ốc Singapore, ốc này là ốc cao cấp nha, nên giá trị nó cao hơn những cái bức vừa rồi luôn. Đó, bà con mình xem và đánh giá được chất lượng sản phẩm nha. Ốc thì người ta khảm mắm mịn luôn nha. Đó, bên trong người ta khảm là tùng hạt tùng nai, tạo nên một cái chữ tâm nha. Xung quanh người ta cũng được chạm luôn nha bà con, chạm hoa văn rất là đẹp. Ốc này khá lớn nha. Ốc bên ngoài màu lấp lánh hơn nha bà con, sáng chiều hơn. Cao nó cái này bức này vuông là 97 vuông đó nha bà con, 97 vuông, dày khung chanh là khoảng 2 phân rưỡi, phủ bì. Bên ngoài ốc còn đẹp hơn nữa nha, nhiều khi trên màn hình ốc nó không có lên màu, ở bà con mình xem giùm em. Đó, tùng trúc cúc mai rất là đẹp. Đây. Đó, đây là chữ tâm, bên ngoài là những chữ lộc nha, khoảng là 86 chữ lộc nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp và ý nghĩa. Đó, mặt gỗ sau lưng gia cố rất là chắc chắn nha, nên bức này giá trị nó cao nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp nha. Đó, đây
Tâm Lộc. Bức này em giao lưu với bà con của mình có giá là 17 triệu nha, 17 triệu đồng bên em bao ship tận nhà. Và bà con mình về kiểm tra hàng dùm em. Đó, ốc ác dưới màu gỗ kia dùm em nha. Đúng hàng đúng chất lượng bà con mình nhận dùm em. Mã số 7 thì em có một cái bộ lư kỳ lân đập trái châu nha. Lân ngậm châu và đập trái châu nữa nha bà con. Bộ này nói chung là hàng cũ thôi. Đó, mình gọi hàng cũ thôi, chừng mười mấy chục năm thôi nha, chứ không phải hàng cổ hay hàng xưa nha bà con. Đó, rất là đẹp. Bộ này nó nặng lên tới 21 kg, lần em đã đo rồi nha. Đấy, đây một bộ lưu đồng với chiều cao em đo là nó khoảng 62. Đó, hai cái tay may là liền luôn, liền thối luôn nha. Chiều ngang nó khoảng là 45 đi nha. Đó, chân đèn chiều cao lên là khoảng 50 50. Đó, đường kính cái mâm chân đèn là khoảng 27. Hàng thì không hề xi măng ba giới nha, nặng nó lên tới là 21 kg lần nha bà con, nguyên bộ như thế này đi nha. Đó, bà con mình có nháy thì mình kết hợp với cái bàn gỗ bàn mình thờ lên đi nha. Đó, bộ lưu này em giao lưu cho bà con mình với giá là 15 triệu nha, nặng 21 kg. Đó, 15 triệu đồng bên em bao ship tận nhà cho bà con của mình. Đó, ba chân là ba chân mặt bẩm liền lạc luôn. Đó, và bên dưới này là một cái ghế nghi Huế nha. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Đó, cái này là hàng chuẩn Huế nha, chạm tứ diện nha bà con, chạm qua văn tứ diện y như nhau hết nha. Đó, đây cái bàn ghế nghi này thì em đo nó lên khoảng là 88 nha, tổng cái chiều cao là 88, chiều rộng ra là nó khoảng là 45, tổng cái chiều dài như thế này là em đo khoảng 2m27 đi. Đó, gõ đây, gõ gõ nha bà con, hàng sạch sẽ vệ sinh nha. Đó, chạm tứ diện. Đó, cái ghế nghi này thì em giao lưu thanh lý bà con mình luôn, giá 11 triệu thôi nha. Cái này thì em sẽ đóng thùng cho bà con của mình, ship tận nhà luôn, 11 triệu đồng. Đó, bao ship toàn quốc. Và đây một cặp lễm nếu bà con mình kèm theo như thế này thì cũng rất là hợp luôn nha bà con, theo nguyên bổ luôn nha. Đó, một cặp lễm kim hoa. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp, chất liệu gỗ gõ, ẩm ốc Singapore. Đây, để vô giữa cho bà con của mình luôn đi. Đó, rất là đẹp nha bà con, bức này liền lạc nguyên khối luôn nha. Đó, dán rất là dày, dán dày từ 3 phân. Đó, bà con mình xem chiều cao tổng em đo như thế này là nó tới 2m17 lần. Đó, 2m17. Còn chiều ngang của mỗi một bức là khoảng 25. Dày khung chăn này là 3 phân. Rất là nặng nha bà con, một cặp này thì hai người khiêng mới nổi luôn á, rất là nặng. Chim hoa bà con mình xem người ta khẩm đây nha, ốc lên màu rất là đẹp. Đó, đo chim nguyên ương nha, không chơi vào đâu. Đó, dán là không hề đắp giá luôn. Của sau lưng này bà con mình xem liền lạc từ trên tới dưới nha bà con. Đó, dán liền khối gỗ gõ. Đây mình kết hợp với những mà trên thờ của mình đó nha, thì rất là hợp luôn. Một cặp này em giao lưu giá 12 triệu thôi nha, 12 triệu đồng bao ship tận nhà bà con của mình luôn nha. Chờ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn. Mã số 10 K này là một cái cây tủ trưng bày. Đó, mình cũng có thể gọi là cây tủ bồn nha bà con, rất là đẹp nha. Cây này hàng chạm đục tay nha, cái này là tích nha. Đó, tích đục tay hết toàn bộ hết. Đây là huynh quy bái tổ về làng. Còn ở trên này là bà con mình xem tích như là ba anh em đó nha. Đó, rất là đẹp. Cây này nói chung là em đã làm quật ly hết toàn bộ nha. Cây này nói chung hàng xưa nhưng mà em đã về đánh bóng hết trơn luôn nha bà con. Đó, xả ra đánh là hết trơn luôn, cho bà con mình về tới nhà mình xài sử dụng luôn nha. Đấy, nếu mà em đo tổng cái chiều cao tới cái đỉnh bảo luôn á, nó tới 2m44. Tới đỉnh bảo là 2m44 nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Nếu mà em đo cái chiều ngang nha. Đây, đỉnh bên kia. Chiều ngang cái phần nhất lưng. Đó, em đo ngũ bị cho bà con của mình luôn. Đây. Đó, tổng cái chiều ngang là khoảng 135. Đó, 135 tổng cái chiều ngang. Còn chiều rộng ra của tủ là khoảng 43. Đó, cửa mở cánh mà con mình xem đây. Đó, rất là đẹp nha. Trên này mình có thể để đồ trưng bày được luôn. Đó, đây, cửa mở cánh giữa mình có thể để đồ nha, đủ áo mình để vẫn được. Đó, mà con mình xem gỗ liền lạc sạch sẽ lành tích nha bà con. Bên dưới này mình cũng học tủ luôn. Đó, chạm đục tích hết nha, đục tay toàn bộ. Rất là đáng sưu tầm nha bà con. Cái này nói chung cũng rất nặng nha. Đó, 7-8 người khiêng chứ không ít đâu nha. Đó, rất là đẹp. Đây, sạch sẽ nha bà con. Đó, được vật ly sạch sẽ hết. Đó, nếu bà con mình xem không rõ không kỹ thì cứ kết bạn Zalo nha, để bên em hỗ trợ tư vấn cho bà con mình xem thêm đầy đủ hình ảnh thêm nha, cho gõ gàng hơn bà con của mình, chính xác hơn nữa. Cây này em giao lưu với bà con của mình
đó là giá 32 triệu thôi nha, 32 triệu cho bà con ở những ngày cuối năm luôn nha, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, 32 triệu đồng. Rồi mã số tiếp theo là 11K, một cái đĩa nha bà con, Long Thuận Sum Quầy, chất liệu gỗ gõ. Đó, một cái đĩa này ốc Singapore rất là đẹp, hàng làm tích liền lạc nha. Đó bà con mình xem giùm em, một cái đôi chim, một cái đôi Long Thuận nha bà con. Đó. Đường kính cái đĩa này lên tới là khoảng 41, chiều cao là khoảng 48 nha. Hàng liền khối nha bà con, gỗ gõ nha, mặt sau lưng đây bà con mình xem giùm em. Đó, cái đĩa này em thanh lý cho bà con của mình luôn, cuối năm luôn nha, 2 triệu 9 thôi nha bà con. 2.900.000 nha, giá này là giá lỗ luôn đó nha, thanh lý cuối năm luôn nha. Mã số 12 là em có một cái bàn tính hàng tàu xưa nha bà con. Đó, vẫn có còn những cái đồng tiền xưa luôn đó nha, ở trên đây người ta chạm những cái đồng tiền xưa lên luôn, cái này là bằng đá nha. Đó, gỗ này nói chung là gỗ tàu ngày xưa, gỗ cũng rất là quý giá. Đó, hàng này cũng từ 30-40 năm chứ không dưới đâu nha. Dài của nó tổng thể 42, chiều ngang này là khoảng 14 nha. Đó, đây là những cái mặt đồng tiền đây, tiền theo là cũng những người mà tàu xưa người ta sử dụng luôn đó. Đó, các bạn tính này em giao lưu là giá 1.200.000, thanh lý bà con của mình luôn 1.200.000 thôi nha. Rồi mã số tiếp theo là 13, một cái bình rồng nha bà con, men rạng gốm chu đậu nha, rồng đắp nổi. Bà con mình xem giùm em một cái bình hoa có một cái duy nhất thôi, chiều cao em đo là 54, đường kính miệng 19 nha, hoành bụng là 78 nha bà con, men rạng theo thời gian rất là đẹp. Đó, rất là già nha, hàng này tuổi đời khá già. Đây chôn đế đây nha. Đó, rất là đẹp luôn, một cái một duy nhất em giao lưu là giá chỉ 1.700.000 cho bà con của mình thôi. Đó, 1.700.000 đồng. Mã 14K một bộ ấm trà nha bà con. Hàng này là hàng giả tay nha. Nói chung hàng tàu nhưng mà gần đây. Đó, hàng thì em báo trước bà con của mình có sao thì em báo như vậy. Đó, hàng này không phải hàng cổ hay hàng xưa nha. Đó, về mình vệ sinh sơ sẽ là mình xài được luôn. 6 cái ly. Đó, đặc biệt nó có nguyên một bộ khay trà, nó gõ nước luôn vậy nha. Đây, chuẩn hàng vẽ tay nha. Nguyên một bộ như thế này em giao lưu bà con của mình với giá là 1 triệu đồng thôi. Đây 1 triệu đồng bao ship tận nhà, bao kiểm tra hàng luôn nha. Đó, bà con của mình về kiểm tra hàng làm tích liền lạc, không hề bể vỡ nước mẻ bà con mình nhận. Mã số 15 là một cái ấm trà, một ấm trà vẽ tích người nha bà con. Đây bà con mình xem chôn đế giùm em nha, 14 chữ. Đó, ấm trà này cũng chừng 20 năm thôi, bà con mình xem giùm em nha. Đó, chiều cao thì em đo là khoảng 16 nha, cái hoành bụng là khoảng 38. Hàng không hề lỗi lầm nước mẻ hay tóc gió nha bà con, hàng này hàng cũ thôi nha. Đó, nhiều khi 20-30 năm thôi nha. Cái này giá giao lưu là 400.000 thôi nha bà con, 400.000 đồng. Đó, dễ màu rất là đẹp nha. Và cuối clip Bonsai Lê Nguyên cũng xin bớt chào bà con, chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Và em cũng xin kính chào hẹn bà con mình vào những clip kế tiếp ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.